七年了，却不见这一语道别，这四周也再无一朵名花，唯取这一点菩提啊！我问我佛呀，你为何？Wow, đẹp quá các bạn.
cái này thì mình sẽ có hai loại vé. Một là vé dành cho cabin tiêu chuẩn là ở dưới là không có phủ kính, còn một vé là return là ở dưới là nó sẽ phủ kính hết, như là mình cảm nhận là mình nhìn xuống là mình thấy ở dưới đáy sông luôn mấy bạn. Còn mình nó tại vì mình sợ độ cao lắm nên mình không có dám đi cái mà toàn kính ở dưới, mình đi cái là loại sana tiêu chuẩn. 70 đô mình mua 3, mình mua 3 món là 210 đô, 210 đô là khoảng 630 ngàn là mình sẽ được tặng một món. Tất cả ở đây có đồng giá không? Ồ, còn cái này nó bỏ trong cái hộp nhỏ nhỏ như vậy là 90 đô nữa nè. Nhông Vinh, ba sắp ngoài rồi bạn gì? Đây, ở đây có rất là nhiều quầy bán đồ ăn, cơm, mì. Khu làng ở trên đây rất là nhộn nhịp các bạn. Và hôm nay là thứ đi là thứ bảy nên có rất là nhiều du khách đến tham quan. Everything will be okay. 准备好了 3, 2, 1, I'm always online. 和你 1, 2, 1, 爱开始扩散。 我们连接了 穿越天空银河。 开始倒数 3, 2, 1, 删除我的孤单。 More and more 今时深刻。 爱笑了 I'm always online. 变色的生活 任性的挑拨 疯狂地冒出了头。 单方的守候 试探的温柔 却还是少了点什么。
遥远两端，爱挂在天空飞，风停了也无所谓，只因为你总说 Everything will be okay。 我准备好了 3, 2, 1 I'm always online， 和你 one to one， 爱开始扩散，我们连接了，穿越天空银河，哦哦哦，开始倒数 3, 2, 1， 删除我的孤单， More and more， 今时深刻。爱亮了，爱笑了， I'm always online。Ở đây có bán rất là nhiều quà lưu niệm và những cái quầy này nè, những cái quầy nhỏ nhỏ bán quà lưu niệm như nè, dễ thương lắm mấy bạn. Đây, đây một tiệm sô cô la. Cái loại này mình ăn ở Mỹ nè. English? This is called ruby chocolate. Come from cacao. Natural color, natural taste. This one has 3 layers of taste. Creamy sweet, followed by yogurt sour, and then it's a cookie. Khi mà mình mua sô cô la có người thuyết minh cho mình. Outside very expensive. Outside this one, 8 pieces. Out of 16, sell for $400. This one only $80. Ở đây mình được discount đó, $100 giảm còn $80. $100 giảm discount. Sẽ vô ngay cái 360 VR này mình xem kính thực tế ảo. Bây giờ mình sẽ vô đây. Đây là Thư mới vừa đi vô chơi cái kính thực tế ảo. Nó có 3 trò chơi mà rất là thú vị. Trước khi ra thì nó có cho mình ghi một cái điều ước, và khi mà mình chọi chiếc banh nó vô thì nó sẽ hiện cái bản điều ước hiện xuống cho mình. Nói chung là rất là thú vị và đáng để trải nghiệm tại cái ngôn viên 360 này. Các bạn khi mà ghé đây thì nhớ chơi cái trò này nha. 前去时钟下不断的时间过，消散回头了吗，从今生变沙哑，这四下再无他，菩提不渡他，几千经文难留这满园的迷花，你离开这个家，爱恨都无处无撒，爱能回头了吗，看你微笑脸颊，怎能脱下袈裟来换你一个家，为何渡我不渡他，这风儿还在刮，那了谁的年华，他留起了长发，收起沐浴吧，菩提下再无他，又渡过几个夏，
眼睛还红吗？他已经不在了。晨钟在敲击下，不多时间繁华，我也低头笑着，再不见你长发。笑问佛祖啊，渡千百万人家，为何渡我不渡他？这风儿还在刮，那了谁的年华？他留起了长发，收起木鱼吧，菩提下再无他，又渡过几个夏，眼睛还红吗？他已经不在了。晨钟在敲击下，不渡世间繁华，我也低头笑着，再不见你长发。笑问佛祖啊，渡千百万人家，为何渡我不渡他？这菩提下再无他，这梵钟仪呀，你还能听到吗？你曾渡了千百万人家，可为什么渡我不渡他呀？
hiện tại là tiện sáng giờ mình đã review cho các bạn về khu du lịch Long Binh 360 và thăm được tượng Phật và đường Phật Lạc Nhĩ Sơn rồi. Thì bây giờ khi mà đi hầu một vòng thì đang rất là đói và ghé vô một cái quán ăn trong cái khu du lịch này để ăn một món cơm. Ăn một món cơm có thể gọi là chắc truyền thống, cơm thịt kho phi chuyển. Phi chuyển tôi chào bà chị, chị rất là hợp một thằng. Ok, giờ đã bụng quá rồi, phải bắt đầu thưởng thức cái món cơm này thôi. Và nếu yêu thích cái video hôm nay của Thư thì nhớ nhấn subscribe ở bên dưới. Và đừng quên là nhấn cái chuông kế bên để nhận những thông báo video kế tiếp từ Thư Chubby nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Bye bye.